bẻ cho cả vô vô cho cái bò nha cả nhà, nghe tiếng máy ra luôn cả nhà, đứng đây mới nghe tiếng máy được. Hai con rồi nha cả nhà, qua đẻ cả nhà, tiếp tục lên cá cả nhà ơi. Thấy chưa anh? Đây ta tới. Hugo. Hugo nha cả nhà. Hugo nha cả nhà. Rồi. Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm qua thì câu cá sảy nhiều lắm cả nhà. Hôm nay quyết định ra cuộc thử nha cả nhà. Hôm nay chỉ có hai anh em thôi, mình giết sang. Hôm nay ra câu chủ yếu là câu cái bờ thôi, là kiếm câu cái nục á, cái nục cua quá quá. Rồi cả nhà xem thấy hay cho mình xin một like một đăng ký nha cả nhà, bắt đầu rồi cả nhà, let's go. Kéo lên, để em kéo lên. Cả nhà mới làm cái thầy luôn. Cả nhà thấy hơn 2 gam luôn nha. Hả? Đừng 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 đụng kia, hồi nãy anh câu như hồi nãy rồi anh xuống thêm khoảng 3 mét nữa. 3 đến 5 mét. Cá rô phương ngồi đây ngồi chè này nhiều lắm nha cả nhà, nhiều không muốn câu luôn á, chủ yếu mình câu cái bò thôi, cá đây phép với cái bò ăn không được. Rô phương phép nữa còn sao rồi. Trong cá đây đừng ăn là cái bò nó vô ăn. Phương nha cả nhà. Phương khéo quá. Mới sảy con cái bờ cả nhà ơi, quay đá rồi sảy luôn. Xuống rồi sức nhiều lắm cả nhà ơi. Mình sức 3 con sang sức 4 5 con gì á. Sức không à. Cá rút hương phép lắm cả nhà, không có cá rút hương là mình câu cái bờ ngon luôn cả nhà. Bỏ xuống cá rút hương này, bỏ xuống rút hương này. Mình mới sảy rồi sang cũng mới sảy luôn. Cái đốc hương nếu cỡ này, nếu mà xiên câu cái đốc hương cỡ này ngon nè. Cái đốc hương nè, hơn 2 ngón, 2 rưỡi, có trứng luôn. Cái bò sang ơi. Con này chạy đẻ lắm sang ơi. Cái bò này chạy đẻ lắm.
cả nhà. Sang mới sợi còn uống quá. Ok cả nhà. Kéo một mỏi tay luôn mà. Sảy nữa em sao? Má rè cước đẻ luôn. Trời chạy mệt nghỉ rồi. Hôm nay con mồi chủ đạo là mồi tôm nha cả nhà. Tôm mua người ta lột rồi nè, cũng dễ. Ra khỏi mấy công lột. Trò sấy không dính chè hay là gì đồ cá chị vô chè sấy luôn cả nhà. Còn wow. Rồi còn cá gì vậy trời sang còn cá nè, biết cá nhỏ hay cá lớn biết. Rè cùng rè con đẻ lắm cả nhà, thấy tháng rồi kìa ta. Còn Ikeda bắt cái bờ rất là cảm giác cả nhà. Làm chưa anh? Con em vừa rồi chạy mạnh, chạy dính chè mất uống luôn. Sâu. Trà con mà biết sao hả? Nữa mình cho cả nhà xem thịt quẻ câu ngày hôm nay nha. Nói chung là rất là ngon nha cả nhà. Ugo cá bò rồi. Tàu ơi. Quay nãy giờ chưa lo luôn á. Ồ cá lớn ơi. Đó thấy rồi, thấy thoáng rồi, thấy thoáng rồi. Đưa đây, đưa cho đây. Mẹ một con. Đưa vô. Vô hết, vô hết. Ấy. Bây giờ là một giờ nha cả nhà. Có mấy cần thủ mới đi ghe ra, điểm câu của mình câu tiếp. Rồi có cần thủ đang lên cá kìa. Biết cái gì nhưng mà ngon á. Cá gì đây, con cá gì đây? Máy cả nhà. Ủa.
Gì anh Sang ơi? Rồi. Giờ về nhường chỗ cho mấy anh em ra sau câu nha cả nhà. Giờ mình câu cũng đủ ăn rồi, giờ về. Quéo ngày hôm nay nha cả nhà. Đúng rồi, 5 con luôn. Ché nè, tàu vô. Nhìn lên thấy con ké không thấy út. Hai gian à? Ờ, hai gian. Con này cái con đây cái mấy? Ký mấy? 2 ký thôi. 2 ký. Trời ơi. Một con. 8 lần hơn. 8 rưỡi. Con 8 lần rưỡi. Con đây con cân lại thử nha. Một con đó chứ. Một cái be. Một cái be. Hai con. Con đây đấy, con đây đầy. Chô, con đây ký à? Con đây ký. Ký mốt. Con đây nặng này con. Ký mốt. Con đây cũng ký be. Rồi. Con đây nữa. Con đây chắc ký mốt ký à? Con đi ký mốt rồi. Hai, bốn mấy con. Ký mốt à. Ký mốt à. Và đây thành quả ngày hôm nay nha cả nhà. Năm con năm ký mấy á. Còn cá rắp đây thôi, khỏi nói, không thèm câu luôn. Nhiều lắm. Nhỏ quá con. Cũng được cho cá đây chiên ngon mà. Chiên ngon làm câu. Làm biến câu câu cá bà không à. Bức nhiều lắm. Nhưng mà bữa nay đi là câu cá bà. Mai cá ngát nó kêu tài cho tao đi với tài. Tập 2 bắt đầu làm ké nha cả nhà. Đang đồ đẻ với con bé ơi. Ké mà ngon gần bằng bé luôn rồi cả nhà. Anh này nó đưa bàn tay nó đỡ con cá nè tài. Nè. Dạ. Bác em cái màu nó y xì con cá màu trắng. Chu, cái đây lột bà da giấy nha cả nhà. Coi cái kéo em ơi. Cả nhà thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký nha cả nhà. Cái này nó sực sực này chú hả? Chù già cái mấy con lớn bữa này. Con cắt nè, ở đây con cắt hôm nay ấy luôn cho nó. Mấy con đây bữa nhai xương một cái ngắt. Bé mới lột xong này cả nhà, nhìn thấy đẻ quá cả nhà ơi. Và con cuối cùng. Dạ ở đây mà. Chị nhà